Sáng ngày 15 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Bồng Lĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc. Tới dự có lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Truyền thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện xã Đức Lĩnh và gần 400 học sinh và thầy cô giáo trong toàn huyện. Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2022 được huyện Vũ Quang tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa như trưng bày gian hàng sách thuyết trình sách, giới thiệu những cuốn sách hay, thi kể chuyện theo sách bằng hình thức sân khấu hóa, thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách và hoạt động quyên góp sách cho tủ sách thư viện nhà trường, vân vân. Đây cũng là dịp để các em học sinh và thầy cô giáo trên địa bàn huyện Vũ Quang giao lưu tìm tòi, khám phá tri thức, chân trời kiến thức rộng mở trong những trang sách, để từ đó tuyên truyền giáo dục học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách, hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, tâm hồn của mỗi con người, giúp các em có thêm kinh nghiệm sống, trao dồi tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, tình cảm và tư duy trong học tập. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Vũ Quang đã trao tặng 2 triệu đồng và hàng chục đầu sách quý cho Thư viện Trường Trung học Cơ sở Bồng Lĩnh. Trường Trung học Cơ sở Bồng Lĩnh cũng đã trao các phần thưởng cho các liên đội có thành tích cao trong hội thi kể chuyện theo sách về các nhân vật lịch sử.